Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là trung tâm thương mại The Garden Mall của quận 5 đây. Các bạn nhìn thấy cái khu vực này thì họ trang đèn lồng rất là đẹp. Và bên đây là đường Hồng Bàng này cả nhà. Phía trước mặt của chúng ta đây là đường Hồng Bàng. Địa chỉ của cái tòa nhà này là số 190 Hồng Bàng, quận 5 nhé cả nhà. Đây thì họ treo đèn lồng rất là đẹp. Đó, những cái que kia hình như là họ che màu xanh tượng trưng cho cái sự sống đó. Rồi còn đây là cái phố này, đèn lồng đỏ này, nhìn rất là đẹp. Đây thì đúng có thể gọi là cái phố đèn đỏ ở Sài Gòn đó. Đi nhé. Đây họ đã trang trí Tết rồi. Cái nhà hàng vào đi xong bán điểm tâm này. Đây là góc đường Đỗ Ngọc Thanh và đường Hồng Bàng. Góc Đỗ Ngọc Thanh và đường Hồng Bàng nhé cả nhà. Đó, mọi người họ dừng ở đây để họ chờ đèn đỏ ạ. Ở bên đường đây thì họ có bán bánh tráng trộn này, rồi một số những các cái món ăn khác. Đây là cái nhà hàng Barisam. Nhìn cái cảnh quan này rất là đẹp, lãng mạn. Ở dưới ở ngoài thì là các cái thảm cỏ. Ồ, đây không biết là cái cây gì. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ băng qua đường để đi qua bên đây nhé các bạn cả nhà. Đây cô ấy bán bánh tráng trộn xoài. Rồi, ta đi băng qua đường nhé. Rất là đẹp ạ. Đó, lung linh rực rỡ sắc màu ạ. Đây đúng là có thể nói đây như là một cái phố đèn lồng đỏ ạ. Nhìn rất là đẹp. Đây chúng ta đang đi dọc, đây là đường đã thấy rồi đây nhé. Đó, dạ 23%. Đều có những các cái bông hoa food house. Bên đây thì có một cái con công rất là đẹp ạ. Họ kết hoa xung quanh cái con công này. Yeah.
Đây là những cái lồng lồng chim á, mà rất là dài và cao. Đây là những cái chậu trưng cái cảnh mai Tết á. Các mọi người thì họ tới đây ở chụp hình check-in đó. Bên đây là cái lưu nước nhìn rất là đẹp. Chín mươi hồng vàng. Đây, chúng ta đi ra ngoài. Đây, cái cô gái cô cũng tới đây để cô ấy tranh thủ chụp hình nhá. Đây thì có những các cái nhân viên tạp vụ thường xuyên họ dọn vệ sinh nhá. Và rồi đây. Wow. Đây các khu họ bán cà phê. Wow. Đây là những cái cây, không biết là cây gì á. Xương rồng và những cái cây tiểu kiểu. À, ở đây thì là những cái cây bằng nhựa. Một cái khu vườn nhìn rất là đẹp. À, ra ngoài này là cái chậu họ trồng những cái nhành mai. Đây là mai giả đấy các bạn. Bên cả một cái phố rực lên sắc màu đỏ. Trang trí rất là đẹp đó các bạn. Đi ra cuối góc kia là Châu Văn Liêm và đường Hồng Bàng đó cả nhà. Chúng ta sẽ đi vào đây nhé. Đây buổi tối thì mọi người họ tới đây để họ chơi. Kết một cái cây thông có hình các con lân và con rồng rất là đẹp.
tầm đầu rồng ở gần nhà. Đó, màu sắc rất là lung linh nha. Con lân này nó được mặc áo. Để. Các bạn nhìn rất là đẹp phải không ạ? Cái màn hình rất là lớn. Chúng ta sẽ đi vòng quanh đây để ngắm ạ. Đây, nhìn từ xa cái chú lân của chúng ta màu vàng các bạn, cái miệng này thì nó có thể mở lên mở xuống được ạ. Đó. Rất là đẹp ạ. Ở đây thì họ có một cái hàng chữ là 2018 để cho mọi người tới đây để chụp hình nhá. Ở nơi đây thì các cái gia đình cũng như là các cái bạn trẻ tới đây để chơi, ngồi chơi. Rồi trước cửa đây nó có một cái tiểu cảnh sân vườn nữa. Bên kia là góc Châu Văn Liêm nữa các nhà. Đây mọi người thì có thể tới đây và ngồi ở những cái ở các cái bậc này, họ xây thành dạng bậc đá đây các bạn. Rồi ngắm phong lan. Ví dụ như đây thấy đây là có một cái loại bông hoa lan nhìn rất là đẹp ạ. Bên đây là đường Hồng Bàng đó cả nhà. Góc Hồng trước mặt chúng ta là Hồng Bàng này. Còn bên đây hướng này là đường Thuận Kiều này. Hướng thẳng tay của mình là đường Thuận Kiều nhé. Thuận Kiều nó nằm ngang vuông góc đây trước mặt của chúng ta. Còn cái dòng người mà đang lao thẳng vào chúng ta đó thì đó là đường Hồng Bàng á. Còn qua bên đây thì là đường Châu Văn Liêm. Đây là đường Châu Văn Liêm đó cả nhà. Châu Văn Liêm rồi sẽ đi ra cái vòng xoay cái chỗ Hải Thượng Lãn Ông, rồi qua cầu Trà Bà để đi sang bên quận 8 đó. Họ trang trí rất là đẹp phải không nào các bạn. Cả nhà nhìn nguyên một cái con phố rất là lung linh, ảo diệu ạ. Đạp xe tới đây chơi. Đó là đường Châu Văn Liêm đó cả nhà. Còn
bên đây là đường Hồng Bàng này. Đây là một cái gì đây? Đây có lẽ là một cái quầy để tra cứu thông tin. Nhưng mà hiện nay thì chưa thấy có cái thông tin gì cả các bạn. Đây. Các em nhỏ thì đạp xe đi chơi buổi tối à. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại nhé. Rất là nhiều các cái loại hoa. Trước cửa mà nhìn ra Thân Kiều là hai con sư tử đá. Nhìn rất là dữ dằn. Đây là bông. Đây chắc là hoa bằng lăng ha. Bằng lăng mà lại nở muộn. Đây chúng ta có thể đi hồ lối lên. Đây, lối lên này các bạn. Lối lên lầu 3. Yeah. Ta sẽ đi vô thang máy để đi lên nhé. Rồi, vô thang máy. Chúng ta sẽ lên lầu 1 nhé các bạn. Cho lên lầu 3 thôi. Lầu 1 thì họ lại không cho lên nữa. Đây, lầu 2 rồi, giờ đang lầu 3 rồi cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ ra đây. Wow. Nhiều máy khâu quá. Ồ, cái chiếc máy khâu. Chúng ta đi ra đây nhé. Trời lớn ơi, đến Tết rồi. Wow. Đây là những cái đàn sếu á. Cái đàn sếu màu đỏ nhìn rất là đẹp ạ. Wow. Đây có lẽ là những cái diễn viên. Kiệt Nguyễn, Thu Hà, Như Bình, Bích Phượng, Xuân Thắng, Hoàng Phúc. Đây thì không biết là diễn viên này, đây diễn viên Bạch Tuyết này.
Trạng Thủy.